Kha Audio hân hạnh kính chào quý khách. Với phương châm uy tín, chất lượng, đẳng cấp, cạnh tranh, Xung Thông Kha Audio chuyên bán buôn số lượng lớn phụ kiện đồ chơi ô tô, lắp đặt đầu DVD ô tô, loa chép, loa trầm các loại, lắp đặt camera hành trình các loại, camera lùi, cảm biến áp suất, bơm điện, độ đèn siêu sáng ao zoom các loại, nhận bọc da ghế, vệ sinh động cơ, vệ sinh nội thất và phủ cầm cách âm chống ồn, chống sét, đồng sơn, bọc nệm, dán phim cách nhiệt, đến từ hai thương hiệu lớn của Mỹ là Eluma và 3M, body kit, âm thanh xe hơi đến từ hai thương hiệu Helix của Đức và Massivi của Mỹ và rất nhiều thương hiệu khác. Ngoài ra, chúng tôi còn chuyên nâng cấp các dòng xe bán tải, lốp BF Goodrich Mỹ, mâm phui ong Mỹ, cam kết hàng chính hãng, phục vụ tại Đắk Lắk, Nha Trang và các tỉnh lân cận. Từng bước một, quá trình xây dựng thương hiệu được tập trung chú trọng ở khâu dịch vụ sau bán hàng, nhằm xây dựng lòng tin với khách hàng ngay từ đầu. Được hình thành nhiều năm, trải qua biết bao thăng trầm bền bỉ xây dựng uy tín, hiện nay Xung Thông Kha Audio đã trở thành một biểu tượng lớn trong ngành nội thất ô tô tại địa phương và trên cả nước. Vì chúng tôi đã làm được một điều, xây dựng một quy trình khép kín liên quan đến sản phẩm của mình. Từ khâu bán ra sản phẩm, bảo hành sản phẩm, sửa chữa, tư vấn dịch vụ, chăm sóc khách hàng. Với định hướng kinh doanh hàng chính hãng, Xung Thông Kha Audio chỉ phục vụ những sản phẩm ô tô và phụ tùng chất lượng từ các thương hiệu nổi tiếng, với chế độ bảo hành chu đáo, chính sách tặng kèm quà tặng khi bảo dưỡng. Chính định hướng kinh doanh các sản phẩm chính hãng, Xung Thông Kha Audio đã mang lại cho khách hàng sự tin tưởng và yêu mến trong suốt quá trình phát triển của mình. Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, hoạt động dựa trên 5 tiêu chí: đức, tâm, tầm, tín, lực. Những người lãnh đạo Xung Thông Kha Audio luôn tập trung đào tạo phát triển, chuyên nghiệp hóa kỹ năng tay nghề của đội ngũ nhân viên, cũng như các lớp đào tạo chăm sóc khách hàng. Với tôn chỉ, niềm tin của khách hàng là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Bằng những nỗ lực hết mình suốt nhiều năm qua, Xung Thông Kha Audio đã nhanh chóng khẳng định vị thế, nâng cao uy tín, thể hiện rõ trách nhiệm của một doanh nghiệp phát triển bền vững cùng khách hàng. Xung Thông Kha Audio luôn nhận được sự tin tưởng của các đối tác, các hãng ô tô, phụ tùng trên thế giới, và đặc biệt là sự tín nhiệm, lòng tin của khách hàng tại Đắk Lắk, Nha Trang nói riêng và khu vực nói chung là thành quả tự hào nhất mà chúng tôi có được. Trong thời kỳ hội nhập 4.0 và phát triển, chúng tôi mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác, sự quan tâm hơn nữa từ quý hãng để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, qua đó tạo nên sức cạnh tranh và hòa nhập với sự phát triển của kinh tế cả nước đang trên đà phát triển. Khi bạn muốn mọi thứ hoàn hảo cho chiếc xe yêu của mình, hãy nghĩ ngay đến Xung Thông Kha Audio. Tại đây bạn sẽ nhận được một giải pháp nhân đôi giá trị, vì chúng tôi sinh ra để phục vụ cho ô tô của bạn đến tuyệt vời nhất. Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ Xung Thông Kha Audio, địa chỉ cơ sở 1, 26 Trần Nhật Duật, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cơ sở 2, 396 đường 23 tháng 10, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang. 0983 935 767. Xung Thông Kha Audio, giải pháp thông minh, hành trình hoàn hảo. Chúc quý khách có những trải nghiệm tuyệt vời trước và sau tay lái.